Rồi cứ thả con thôi. Thật rất nhanh, đập gần một nửa của đoạn mái nhà. Mà hơi bay thấy mưa gì? Anh Phương hay tên nhá rồi. Hơi Phương long rồi. Mày long nóc nữa nóc luôn. Mà nhà mày đâu? Sao mày? Cái bên này được cho em ơi. Rất nhanh. Đó. Anh ơi, nhấc nước kéo à, nhớ ngày lên nó. Hả? Ông nóc từ rồi. Rồi, cái sang bên kia đi. Văn hóa. À, bưng nóc à? Bưng nóc nóc. Nóc mà. Đây bên trong nhà bên gì? Bên đây mà. Ông luôn từng nóc chặt mà. Anh nhà đây. Đặt đấm đấm đấy. Đây nóc nóc đấy đưa nó hộ anh. Nóc cá à? Khánh ơi. Ông của con. Ông mà. Xong với một. Đây à con mà. Này hoài. Xong phứ nữa, kém nữa. Đây là xong phứ. Đây đây, xem xong vào phứ đấy, kém khe. Đấy này. Bỏ lò rua rồi phải về đó. Rua phải về đấy này. Trông của tinh về đấy vừa. Đinh 15. Đóng đọc mà du với bảng bài với to nữa thế mà lập phấn tinh với này này đinh búa cái to chị mày đinh búa rồi. Cái trang mới gì ta. Ôi giời. Là bình thường, lập như kiểu là kẹp mà nó thêm khói tràn tay. Trời là kẹp lóc mà. Lu đi. Bác ơi, trong một thời gian ngắn đã lập xong cái mái nhà. Xong hoàn thành rồi. Xong hoàn thành rồi. Trong thời ngắn thôi. Cái này khoảng là khoảng 3 phút nhỉ. 3 phút. Để không biết quê các bạn lập nhà kiểu gì. Quê cái tớ là lập nhà kiểu này đấy. Đổi hết lần này này. Rất kỳ công. Kiểu là nhà đất mới là dễ đấy mà nếu mà làm nhà sàn nhà cao thì công tác vận chuyển rất là khó, nó hơi lâu một tí. Nhưng mà cái này thì nó nhà đất nó thấp dễ làm hơn, dễ vận chuyển. Đây xong rồi nóng ấy. Quê tôi lập nhà thế này đấy. Ai à? Đấy. Xong rồi đấy. Còn mấy cái trái góc này thôi. Nhắc lại một lần nữa, không biết quê bạn đập nhà thì quê tôi đập nhà thế này đấy. Chắc này. Có ai cống này không nhỉ? Áo luôn cho muối. Cầm tí. Bài tích quá. Bao nhiêu cây chanh sai để ăn được bao sáu cái mày không mà. Cứ khỏi bác à. Cho đi nóng gì. Thấy không cháu ơi? Câu khí. Mất đây chuẩn bị một bờ đô mơ đô, tông đô, cắt vào đó. Trái kia. Góc này nó thừa cắt. Ai bồ hạt quá. Những bên này này, bên này. À, đồ máy móc này, cắt cho nó thừa thiếu nhét vào. Nửa nữa, thêm một nửa nữa. Góc trên dưới thêm một nửa nữa, góc xa xa kìa. Nhét được chỗ kia, hở cái một tí nữa là được. Nè. Cẩn thận nhá. Cho hai tấm chồng vào nhau như thế nào, sau này dám được đấy. Không biết thả là vui lắm, chết là 5 phân lên. Chết
15 phút. Đấy, đóng tiếp nữa đi, đóng nước, đóng nước, đóng nước. Chưa tới từng với. Đó, phúc lắm. Đóng rồi, đóng rồi, phát hai cái thùng rồi, còn hai cái vào nhau. Nhâm, đánh nhâm tí số. Cái hàng của mình thẳng nhất. Cho blue tiếp đi. Ồ, lần đẹp nhất. Kính thang ra đi. Hoa nóc xong rồi, nóc xong còn thiếu không? Khoai, nóc còn thiếu. Con này mới tả đây á. Thế là mấy tấm nào? Đây, ba tấm nữa nhỉ, ba nóc nữa. Rất đẹp, phẳng. Đảm bảo to không lật. Nếu các bạn muốn chắc chắn hơn nữa làm kiểu này, muốn chắc chắn hơn lên B40. Chẳng qua, vít qua bốn cái đầu này. Bốn cái trái đầu hè, đầu đốc ấy, vít qua đấy. Nếu mà ai chắc chắn, đường B40. Đan qua. Mùng hàng thôi, ai liều to nhá. Con mùng hàng để hắn này. Mùng hàng luôn. Cái mùng hàng kiểu gì không? Mùng tê mùng, tê mấy mùng kiểu bị tê ám này với khổ mà ám mình nữa. À ơ. Ờ. Chưa. Cái này với mà ám mình. Phải dạy y ra đi. Em một úp một ngựa chứ không? Úp ngựa. Ờ. Phân phân với tụi đấy nó. Mùng cao mùng phân ngựa. Vừa đánh mấy lớp nóc đấy. Nóc mấy chùm đánh kính. Mô cắt. Rất kiên cố, chắc chắn. Sản rất đẹp mà, nhà đất địa thế được. Vườn ngô. Bà ly vườn ngô rồi. Mía. Cam chanh. Lên trên này trước đi nhỉ. Ở đấy nhỉ. Bây giờ cái cứ vận chuyển bài blue khuẩn này mà tóc nó thêm tóc lăng đấy. Mới ra áo khuẩn cả. Nhà chạy con nó. Để nó lá. Nó là lấy nạt. Lên nhá. Hết mấy tấm nào. Quyết tôi lật nè. Cứ mang lên trên này đi. Anh hộ. Hộ này anh hộ. Anh hộ cho. Đấy mọi người lập nhà này. Đây. Bên dưới thế này. Đấy. Vẫn còn nguyên này. Rươi mè này, cọ này. Thấy không? Đấy. Quả này. Đây ra ngoài này. Đấy, thế này. Đấy, chờm ra này. Cái mái giỏ danh này cắt đi. Bằng phẳng này. Để hết ra này. Ở này bằng hơn ngắn quá đồ này, bằng chờm. Càng sắp đầy giá. Bằng ngũ đấy. Cái này hơi ngắn rồi. Nhờ. Không biết đừng nói. Bây giờ phải tôn. Xấu hẳn đi. Để tôn. Đây, cái này mới được này. Ở những bên này nó phải chờm ra đấy mọi người. Đấy nó phải chờm ra bên kia thì thành ngắn. Đây. Đấy. Thành quả bên trên. Cho lên trên mái nhà nhá. Đây. Ở bên dưới cái này mặt bên trên. Đấy. Nó tiện lợi. Không phải bỏ phí cái gì hết. Tôi vừa lập nhà xong này. Đấy. Biết là quê các bạn lập nhà kiểu gì nhưng quê tôi lập nhà kiểu này đây. Hình thức mới. Cách đây 2 năm nó phát minh ra thành lập cái này. Còn hai anh trên nóc này dở quá. Thôi xong. Thôi khó khăn. Còn xử lý mỗi trên nóc thôi đúng không? Đấy thế nhá. Đấy trên cái clip quê tôi lập nhà. Thế là xong. Nếu các bạn có tham khảo ý kiến thì comment bên dưới. Thì mình tư vấn để lập những dạng nhà như này. Hay có nhà sàn mà lá cọ thì khuyên các bạn là đừng nên bóc đi và lập lại làm gì hết. Nếu mà vùng nó có cọ thì bóc đi lập lại, còn vùng nó không có cọ như vùng mình rất ít cọ thì bạn cũng không nên bóc lập lại. Các bạn chỉ sửa lại, buộc lại, rươi mè cho chắc chắn và cắt tỉa cho gọn, xong mua blue lập kiểu này rất là lâu, rất lâu luôn, tiện và mát.